Rồi, chào Nam nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho Nam cái mẫu đầu bò Fastech mẫu V3 nha Nam. Mẫu V3 size spot là 20-23 hoặc là 22-25 nha. Thì đây là hàng mẫu V3. Thì mẫu V3 này là mẫu được cải tiến rất nhiều thứ, anh em có thể dễ dàng phù hợp với cái nhu cầu thị trường đang xài xe tại Việt Nam mình. Thì giá cái đầu bò Fastech mẫu V3 chảo cắt CNC, lỗ xăng bô chưa bọt tinh nha, là anh em về tự bọt nha. Thì giá một bộ đầu này bao gồm vỏ đầu 4 cái xúc bắp hợp kim, co xăng 4 chân, cò giãn, ốc với lại cái cảm biến nhiệt nha anh em. Đó. Thì bộ này mình bán giá là 2 triệu bộ nha anh em, 2 triệu bộ. Anh em mà có nhu cầu liên hệ mình nha. 0933996332, hàng chính hãng Fastech Racing nha. Đây đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cái mẫu đầu bò là size là 20-23 nha anh em. Đây. Chảo cắt CNC, xúc bắp hợp kim 20-23, đầu chưa bọt nha, giờ anh em tự bọt theo ý mình. Hàng chính hãng Fastech Racing, mẫu này mẫu V3 nè, mẫu V3 nè, cái này đổ dày bự, đường nước lớn đó, chống tình trạng là lòn nước và xì nước nè, anh em thấy cái mép này không, rất là dày đó. Chảo cắt rồi rất là đẹp nha, đầu 20-23, chảo hình trái táo nha. Còn đây là chảo 22-25 thì hình cánh bướm nha anh em. Cò giãn bạc đạn NTN, cảm biến nhiệt, co xăng 4 chân. Còn đây là bộ đầu 22-25, chảo cánh bướm nha. Đồ làm là cực đẹp chắc chắn luôn. Hàng chính hãng Fastech Racing nha. Đó, tùy vào có hình máy thì anh em có thể chọn cái size số bắp phù hợp, cũng như là anh em đi 62 thì có thể đi 20-23. Anh em đi 65 đi 22-25. Đó, ví dụ vậy. 62 25 anh em đi 62 trên cộng á thì kia các kiểu cũng là nói luôn. Rồi, mình bán cái giá là 2 triệu bộ nha anh em cần alo mình. Còn anh em muốn lấy cái mẫu này mà CNC thì nó mắc hơn 400.000 nha, 2.4 triệu. Mình cũng có hàng cho anh em luôn. Hôm nay mình giới thiệu về cái mẫu V3 thường.